Cảnh báo nguy cơ khủng bố bằng bom dày trên các chuyến bay quốc tế tới Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS cảnh báo tới các hãng hàng không trên thế giới về nguy cơ khủng bố bằng bom dày trên các chuyến bay quốc tế tới Hoa Kỳ. Các viên chức của DHS cho biết từ những thông tin tình báo gần đây cho thấy là những kẻ khủng bố có thể tấn công các chuyến bay dân dụng bằng việc sử dụng chất nổ giấu ở trong đế giày. Đài truyền hình NBC dẫn lời của một viên chức giấu tên của DHS cho biết hành khách có thể sẽ phải chịu kiểm tra kỹ càng hơn từ các máy quay an ninh ở phi trường và các hãng hàng không phải chú ý nhiều hơn nữa vào đế giày của khách hàng. Nhiều phi trường quốc tế ở các nước đã yêu cầu hành khách cởi giày để kiểm tra an ninh sau sự kiện Richard Reid, một công dân Anh quốc, đã cố ý kích hoạt chất nổ giấu trong đế giày của mình trên chuyến bay từ Paris tới Miami chỉ 3 tháng sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Theo hãng tin CNN dẫn thông tin tình báo từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh cho biết là các nhóm khủng bố đang thiết kế loại bom dày mới. Các viên chức của DHS khẳng định là thông tin cảnh báo này không nhắm cụ thể vào bất kỳ quốc gia hay hãng hàng không nào. Cảnh báo này được đưa ra do cảnh giác trước quá nhiều nguy cơ khủng bố tiềm ẩn.